bầm TV. Bắt đầu mình sẽ thể lễ cuộc thi nha các bạn. Mình sẽ quay bông dụ, mỗi người một cái. Sau đó sẽ được phần thưởng. Người chiến thắng, người quay lâu nhất, người quay lâu nhất là sẽ được đầy tôm nha các bạn. Người quay lâu nhất sẽ được tôm, đó là 5 con tôm. Và người thứ nhì sẽ được một đùi gà. Và người thứ ba sẽ chọn một trong hai chanh hoặc là bù tạc, mà người cuối cùng sẽ không được chọn. Sau đó các bạn sẽ bỏ ra từng dĩa của các bạn thắng. Trong gia ba vòng chúng ta sẽ ăn nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ thể lễ cuộc thi. Bắt đầu từ này là số 1 nha. 1, 2, 3, 4. Rồi bây giờ mình sẽ bắt thăm nha. Đây mình sẽ chọn lên. Rồi bắt thăm đi. Đâu đâu đâu, ai ai số mấy đâu? Số 1. Đây là bạn Tài nha. Bạn Tài xì bót. Đây là gấu hơi mập, cũng thấy nhém mập mà. Đây là Bảo nha. Còn em là Tâm nha. Tâm số 3 nha. Rồi bây giờ khoan, bây giờ là mình sẽ lấy 40 viết này nè. Đây 40 viết này mình sẽ làm một cái logo riêng nha. Thử coi cho bạn nào phân biệt của bạn nào nha, chứ để cái không là lộn nha các bạn. Rồi mình tự thiết kế logo riêng nha. Nhất nhì ba tư. Người quay lâu nhất là có quyền chọn trước. Cái người quay lâu nhất thứ ba, thứ hai. Yo, are you ready? Rồi đâu, logo của bạn nào đâu? Đâu của bạn Tâm đâu? Blame rồi. Logo bạn Tâm. Đây, hình ngôi nhà nha. Của bạn Tài là hình ngôi sao ba cánh. Đâu, của bạn Gấu là hình nguyên con heo luôn. Rồi. Cái tên của bạn Bảo đâu? Ừ. Tên gì? Nhưng anh. Đủ tên người yêu cũ chứ. Ok. Dẹp đầu ra gì cái vậy anh Góc? Người góc đây rồi, đếm này gần gần, đẩy ra không? Đẩy. Vô đây là bắt đầu nha, để tôi đếm nha. Ai văng ra ngoài là đó thua nha. Bạn Gấu ngồi sát xuống nha. Đây nè, bắt đầu. 1, 2, 3. Rồi. Bạn nào gần đầu tiên? Rồi, bạn Tâm nha. Rồi bạn Tâm rồi tới bạn Bảo. Rồi bạn Bảo đã gớt rồi, bạn Bảo là người thứ hai. Đây bạn Tài và bạn Gấu, ai sẽ là người lâu nhất nha. Quất vô giò. Ê, bằng Gấu. Ông ơi, cái kia đinh rồi. Kéo gà, kéo được kéo cái đó nè. Không phải là cái đinh rồi. Bằng Tài Google đẹp quá ta. Gấu. Rồi, bằng Gấu đã thua. Con heo mà. Rồi, người chiến thắng đầu tiên là bạn Tài nha. Chọn đi mấy bạn. Rồi, vô. Đây, bạn Tài bỏ vô dĩa của bạn Tài đi. Chọn. Khoan. Rồi dĩa bạn Tài là đầu tiên nha. Hai con vậy? Dĩa gì ra ba lần phải không? Ừ. Chắc cỡ 4 con. 4 con. 5 con đi. Ừ, tùy theo bạn. Đó, đây bạn Tài được 5 con tôm. Để bạn Gấu nha. Tôm gấu gà. Bạn Gấu gà là người thứ hai là bạn không có được chọn nha bạn. Mà người đầu tiên ta mới được chọn nha bạn Gấu. Một đùi nha, một đùi một à. Bạn đừng có tham ăn quá. Rồi tới bạn Bảo đi. Bạn Bảo vô đó đi. Chọn gì? Bạn Bảo chọn đây nè, hai thứ này là bạn Bảo. Chanh với bù tạc đó, bạn Bảo chọn đi bạn Bảo. Rồi, bạn Bảo là cuối cùng. Rồi, đó tới bạn Tâm nha. Đây là của bạn Tâm. Thấy bạn Tâm hơi ngon ngon rồi đó.
giờ cái tôm ở kiếm chanh chấm ăn đi. Rồi chuẩn bị nha, 1, 2, 3. Rồi, đây là bạn Tâm. Đây là bạn Gấu. Ta lỗi rồi. Rồi, bạn Tài lỗi rồi, bạn Tài lỗi đầu tiên rồi. Bên kia kìa. Rồi, tới bạn Bảo nữa. Rồi, đây, còn hai người. Thôi, đứng ngoài đây lỗ quá à. Đây, còn hai người nha. Trời, cô bu ta. Trời, chết rồi. Rồi, bạn Tâm. Đây, còn người cuối cùng. Người cuối cùng nha. Tôi ăn nữa hay không? Tôi ăn hay chứ. Hai, bạn Gấu. Rồi, bắt đầu chọn đi. Tôi đó à. Đâu? Bạn Gấu nha. Đi chợ cho tôi rồi, tôi đi chợ cho tôi. Bạn Gấu đi chợ nha, được 5 con. Gì vậy? Của bạn Tâm lấy, tự bạn Tâm lấy nè. Đây, của bạn Tâm đâu, cái nào của bạn Tâm đâu. Rồi, bạn Tâm đùi gà chấm mù tạt ngon nha. Đùi gà chấm mù tạt. Rồi, tới bạn Bảo. Bạn hai chiến tranh. Rồi, tới bạn Tài nè. Đó, tôm mà chấm mù tạt mà ai ngon mày, món này ngon mày. Đúng không? Món này ngon đúng không? Vậy chiến tranh ơi. Rồi. Thêm gà ngon. Lại lại rau ba. Rồi, chuẩn bị bàn ba nha. Chỉnh sửa gì đó. Chùi cái nằm cho nó sạch xíu anh. Trời nó lọt. Lụm rác ra. Ơ chết phạm anh. Vô trong chậm không có lỗi gì nha. Lỗi nó lạc mùi tàn. Không nói nhiều. Bây giờ không có lỗi nha. Trời chú mày. Không được biết giờ luôn. Từ từ ăn lại cái nữa nè. Rồi nè, bắt đầu rồi nha. 1 2 3 Rồi, bạn Gấu đồ tạ không? Không có là chơi vậy. Rồi. Đây, còn 3 người nha, còn 3 người nha. Còn 3 người. Hấp dẫn, hấp dẫn nha. Hấp dẫn nha. Rồi. Bạn Tâm đủ 3 món luôn, chanh. Đó, đó. Đây, đây. Đây, đây. Mấy cái mua ta. Có kèm nhớ. Cái chỗ luôn rồi. Đây đây. Rồi, lục sắp hố rồi, sắp hố rồi. Dạ, đây là của bạn Tài. Dạ bộ thôi. Đây là của bạn Bảo. Không chỉnh nữa. Rồi. Rồi, bạn Bảo. Vui nguyên. Nãy dặn lệ đường không? Hay gì, hay gì. Bạn Bảo ăn gì nha. Đây, là người hạng nhất nữa. Mercedes. Đây, bạn nhất, hạng nhất nè, bạn Tài nữa nha. Okay. Rồi, bắt đầu. Rồi, lại chia của đi. Rồi, chanh luôn, đủ luôn. Đủ 3 món luôn. Đây. Chờ lại mấy con cho mấy người sớm ăn. Rồi, ok. Rồi, ok. Rồi, nhì, 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 ai là nhì đâu. Rồi, mở cho đi bảo đi. Rồi. Gì? Gà mà với chanh ha. Gà chanh. Gà chanh. Đúng rồi, gà hấp chanh. Rồi, đây là bạn Tâm. Đây là được hết nha. Đây, đây. Đây là của bạn Bảo nha. Đây là của bạn Bảo nè. Còn đây là của bạn Tâm nha. Còn đây là của bạn Gấu. Còn đây là của bạn Tài. Đó, đó, đó. Chắc được nha. Rồi, mình kéo ghế qua đó đi. Chào các bạn. Bắt đầu những món ngon nãy giờ quay với lại. Bây giờ bắt đầu là bốn bạn này thưởng thức món ngon nha. Rồi bắt đầu. Vô. Rồi. Bạn đi, bây giờ mình để cho bạn Tài dùng trước nha. Cái miệng. Bây giờ mình để cho bạn Tài ăn trước đi, bạn Tài cảm nhận nha. Chơi chưa có Tài. Tài nó hơi ấy. Bạn Tài ăn thơm chấm mù tạt. Ngon lắm. À, chấm vô thử một miếng nha bạn Tài ơi, cho cảm nhận coi. Yeah.
Dù gì gà ăn với chanh cũng được. Người nào ăn nước cháo là phải chấm nha. Chân xịt miếng chanh quá. Rồi rồi tới bạn bạn gấu đi. Mày ngồi với bạn bồ tài đậu mày. Bạn bạn đậu bồ tạc hả bạn Tâm? Bạn gấu. Gấu à. Con đậu. Bạn cái này bình thường với mình. Chấm là được rồi. Dứt liền coi. Dạ. Một miếng coi. Thở từ từ. Nước mắt nhau kìa. Khóe mũi cay sầu. Sao cảm nghĩ sao? Ngước mặt lên bạn ngấu ơi. Ấm rồi. Được rồi. Được, được phải không? Rồi. Rồi tới bạn Tâm nha. Tới bạn Tâm nha. Trước á. Bạn Tâm ăn chắc đi. Ngon. Đó, bạn Tâm dùng chắc miệng nha. Xé gà nha các bạn. Chấm nha. Dạ. Hảo đó. Hảo là hảo đó. Hảo là hảo luôn á. Hảo luôn các bạn. Lan đừng có cười. Mình cười là nó chết luôn á. Hảo luôn rồi. Ngon không? Nghĩ sao? Không nghĩ sao? Rồi giờ tới bạn Bảo nè. Mày gà với chanh nha các bạn. Đây gà chanh của bạn Bảo nha. À, cắn miếng gà. Cắn miếng gà trước. Ăn miếng chân. Ghê quá, ghê quá bạn Bảo ơi. Ê bây giờ phun ra là phải bị thêm chén khác nha. Không được phun nha. À, không chấm hả? Chấm đó. Phải chấm hết chén nha. Chết luôn. Món này kỳ quá. Món này kỳ quá. Vậy ta ăn gà trước đi, ta ăn chanh sau. Ăn này về dễ thay đồ lắm. Ăn có chén. Cho không hết có chén mày quá. Tùy à. Tại chấm nhiều vô. Rồi, tại chấm nhiều vô nguyên cái nha. Bị nè. Bị nè. Rồi. Nước mắt bằng tài đang ra. Rồi nước đang ngoan. Từ từ. Nước mới hả ông ra nha. Chứ không có cho nhả nha. Nhã là bắt hình phạt kha thêm một hình phạt nha. Được. À đó. Rồi. Tới bạn Tâm. Tới bạn Gấu. Gần hết rồi. Tới bạn Gấu nha. Đây, đang chấm vô. Cái nữa. Chấm vô này ngoài. Rồi. Nhai. Lên. Nhai, ngước mặt lên ngay cho cái mấy anh em ta coi, bạn bè ta coi chứ. Được rồi. Được không? Được nha, nhai với hả họng đàng hoàng nha. Hết hả họng ra nha. Chào Dâm. Ngon. Đâu há hậu qua đây quan. Ừ. Đây. Rồi tới, đây tới gà chanh đâu. Chanh chanh trong này luôn, thịt trong thịt luôn. Trời ơi. Món mới nha, món mới nha. Đây, gọi gà chanh chấm bù tạc luôn. Ngon rồi đó. Rồi cảm giác đã ha, cảm giác mà chua chua cay cay nồng nồng. Có bạn Tâm, có bạn Tâm là ngon nhất nè. Bạn Tâm là đầy đủ nhất luôn. Chỉ còn thiếu món món tôm thôi ha. Quá, chơi bài cảm nghĩ cái món này là lạ sao bạn Tâm?
vừa chua vừa cay vừa ngọt ngọt. Ngon à, ngon quá, lần sau mình ăn nữa nha. Đây tới bạn Bảo muốn gà, gà chanh, gà chanh nha. Thôi bạn chanh không, chanh không, chanh không hả? Rồi dứt. Đừng phun đầy camera nha bạn Bảo. Phun đung phun rồi đầy camera luôn đó. Chua chua á. Bạn Bảo ăn còn một con mắt luôn à. Lè lưỡi ra đàng hoàng. Đó rồi. Ui. Có mũi luôn rồi. Mới ăn cơm đi. Mình có lần sau là các bạn nên nhịn đói nha. Ngon, thấy cảm giác bạn ăn cũng ngon dữ ha. Lần sau pha bột tạt nhiều thêm xíu. Bạn Bảo ăn gì có con mắt không mà bạn Bảo. Chua chua. Cái món của bạn Tâm là mới lạ nè. Hai món. Món bạn Tâm là mới lạ nè. Gà chanh bù tạc. Có bạn nào mà thích giống món bạn Tâm mà nên làm món này ăn thử nha. Thử tại nhà như thế nào. Dạ. Bạn này ăn dữ ha. Nhớ chiều xương nha bạn. À, đây, rồi sao sắp hết bù tạc nha. Bạn Tài sắp hết bù tạc nha các bạn. À, bạn Gấu ăn xong mà hết bột tạc nha. Đồ mạnh nè, bạn Gấu đồ mạnh nè. Ai mà gụng mình quay cho bạn đâu. Nhiều quá. Ba có chanh vậy. Em nhức đầu luôn á. Chết cha, ăn nó giật luôn, nó giật kinh bông. Món gà nam dưới này không được mà bạn. Nó khó chịu lắm. Cảm giác thật là vô mốt à. Ờ. Gà, gà. Gà. Ờ, bạn Bảo còn hai miếng chanh nữa nha. Đó. Ông bạn Gấu ngước mặt lên coi, bạn Gấu ngước mặt lên, bạn Gấu cho tao nhìn mặt rồi thấy rồi. Đây bạn Gấu gần hết bù tạc nha. Đây tới bạn Tâm ăn chanh. Chán miệng, chán miệng. Ngon, gà chấm bù tạc chán miệng bằng chanh, không gì ngon bằng nha. Rồi. Cảm giác đang ở 9 tầng mây à. Đang về quá. Miếng chanh cuối cùng, miếng chanh cuối cùng. Miếng chanh cuối cùng à. Tệ. Tôi quay tôi thấy chảy nước miếng bạn ơi. Bạn này ăn chanh với bột tạt tưởng đâu ăn cắn hổ không mà khè dữ. Ông bạn Gấu, bạn Gấu ngước lên cho cảm giác các bạn Gấu. Xong vậy bạn. Xong rồi hả? Dễ quá. Đâu. Ừ, của bạn Gấu hết rồi ngang. Đây. Cuối cùng mấy bạn ơi. Của bạn Tài cũng hết rồi ngang. Chiến đấu đi lắm ơi, hết chiến rồi. Này đính chính lại là tôi không có quýnh bạn Tài, bạn Tài khóc. Đính chính lại ngang. Ăn mà cho ăn mà tại sao khóc là sao? Kỳ nha. Còn con cuối cùng. Có cần ké không? Mù tạc của bạn Tâm nè. Chung sức lại, đi bơi.
Alo, bye bye các bạn nha. Hẹn các bạn ở video tới. Hẹn bạn ở video sau nha. Cùng đến xem cái kênh Chào Bò TV. Bye bạn. Bye. Các bạn nhớ đón xem clip sau của mình nha. Nhiều cái kịch tính hơn nữa các bạn. Nhớ ủng hộ cho tụi mình nha. Nhớ like cho mình và đăng ký chia sẻ nha. Kênh của mình là Vào Bòm TV.